Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội ngày thứ năm episode thứ sáu và trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi ngày thứ năm thì chúng ta vẫn có chương trình xã hội chủ yếu là nêu bật những cái nét độc đáo của xã hội mỹ để quý vị có dịp so sánh đối chiếu và phân tích với những xã hội mà quý vị đang sống đây là cái chủ đích để quý vị hiểu rõ hơn về đời sống mỹ cũng như là về cái văn hóa của người mỹ như thế nào quý vị ở trong nhiều cái chương trình livestream của tôi thì tôi đã từng có nói quý vị là nước mỹ khởi đi từ cái khát vọng độc lập và nước Mỹ lập quốc từ năm 1776 là với cái tinh thần được tự do và được độc lập. Đây là hai cái điều kiện tiên quyết ở trong cái việc mà lập quốc và nó đã trở thành một cái lối suy nghĩ của người Mỹ từ suốt mấy trăm năm nay. Trải qua rất nhiều thế hệ, rất nhiều giai đoạn thì cái tinh thần này nó vẫn tồn tại ở nước Mỹ cho tới bây giờ. Quý vị, chữ độc lập và chữ tự do này nó khác với cái chữ độc lập ở Việt Nam chỉ độc lập Việt Nam, quý vị chỉ nghĩ là theo cái chế độ tuyên truyền của cộng sản thì nó là cái độc lập của một dân tộc. Nhưng ở Mỹ này, quý vị cái nghĩa của chữ độc lập nó rất là rộng. Ngoài trừ cái chơi cái chủ quyền dân tộc ra, thì nó là cái độc lập trong suy nghĩ của mọi người, trong cách đối nhân xử thế của mọi người đều có cái tinh thần độc lập ở trong đó và ngay cả cái việc mà làm việc ở trong xã làm Họ vẫn tôn trọng cái tinh thần độc lập Quý vị thấy nước Mỹ ngay từ lúc lập quốc à, Lúc bắt đầu từ 13 tiểu bang Cho tới bây giờ phát triển thành 50 tiểu bang Thì quý vị thấy cái hệ thống hành pháp của Hoa Kỳ Nó đã cho thấy quý vị cái sự độc lập như thế nào Thứ nhất là sự độc lập của ngành tư pháp sự độc lập của hành pháp, sự độc lập của lập pháp, tức là uh, tam quyền phân lập, nó nói là tam quyền phân lập, tức là sự độc lập của ba ba cái nơi được xem là cái cơ chế cao nhất của nước Mỹ. Rồi bên cạnh cái chính quyền liên bang được tam quyền phân lập thì tới hệ thống của tiểu bang, họ cũng có cái quyền độc lập của họ. Mỗi tiểu bang đều có cái quyền độc lập riêng và mỗi tiểu bang cũng có cả cả cái hệ thống tam quyền phân lập từ tiểu bang california hay là tiểu bang texas hay là tiểu bang new york thì vẫn được phân ra là tam quyền phân lập và mỗi tiểu bang đều có cái độc lập trong luật pháp của họ luôn có những cái luật lệ nó thuộc về liên bang nhưng mà có những cái luật lệ nó thuộc về của tiểu bang rồi từ tiểu bang xuống dưới địa phương cũng có cái phần độc lập riêng của họ và điều hành cái quần máy địa phương nó có những cái quyết định độc lập riêng tôi từng nói với quý vị à, rất nhiều lần là ở Mỹ này ba nhân vật mà được xem là có cái quyền hành pháp gọi là tuyệt đối là tổng thống, thống đốc và thị trưởng. Thì quý vị, ông tổng thống mà xuống tới cái địa phương đó thì cũng phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc của địa phương và quyền nằm trong tay của ông thị trưởng. Chứ không phải là ông tổng thống nữa. Thì quý vị thấy mặc dù ông là tổng thống của chính quyền liên bang đó, hay là ông thống đốc cũng vậy, khi mà xuống tới địa phương thì vẫn phải tuân thủ tất cả những quy tắc và cái cái tinh thần làm việc ở ở địa phương thì quý vị thấy là cái chữ độc lập này nó không chỉ có gói gọn là cái vấn đề chủ quyền dân tộc đâu mà nó còn độc lập trong cái uh, guồng máy của hành pháp cho tới cái uh, đời sống bên ngoài cá nhân luôn quý vị. Tôi đi từng đi bước một để cho khán thính giả của TNP hiểu được và những người mà ở bên ngoài nước Mỹ hiểu được. Ví dụ như là ngay cả bên hành pháp thì quý vị thấy rõ bên hành pháp tổng thống cũng không xen vào công việc của Bộ Tư pháp, cũng không xen vào công việc của Bộ Quốc phòng và cũng không xen vào công việc của những cái ban ngành, tại vì những ban ngành này tuy là do tổng thống bổ nhiệm người đứng đầu. Tức là khi mà tổng thống đắc cử xong, ổng bổ nhiệm nội các của ổng thì có mỗi một mỗi một cái uh, mỗi một cái ban ngành đều có một ông bộ trưởng đứng đầu. Thì quý vị, mặc dù tổng thống là người bổ nhiệm và nơi xác nhận cái vị trí đó là ở Thượng viện nhưng mà những người này đều hoạt động độc lập. Họ đều hoạt động độc lập hết và tổng thống không có xen vào công việc của họ. Tổng thống chỉ điều hành cái chính sách quốc gia, phân phối ngân sách và à, thực hiện những chính sách mà ổng đề ra thôi. Còn cái quyền thi hành những chính sách đó là độc lập hoàn toàn ở các cái à, cơ quan nằm trong nội chính của ổng. Thì quý vị, nó nó được phân ra là cái chữ độc lập này có thể nói rằng là nó được à, bắt đầu từ lúc lập quốc cho tới bây giờ nó vẫn tồn tại và nó vẫn đang duy trì rất là đều đặn. Mặc dù rằng trong thời gian gần đây thì có những cái là hành động lạm quyền mà quý vị nhìn thấy thì cái đó là trong thời gian gần đây mà thôi. Và thứ nhất, thứ hai là nó đã bị giám sát chặt chẽ trở lại bởi quốc hội khi mà đảng đối lập nắm quyền ở quốc hội. Thì quý vị, không những là cái cấp của chính phủ tức là từ ở cấp liên bang, tiểu bang hay địa phương có tinh thần độc lập mà ngay cả ở trong cái đời sống thường ngày và con người cũng suy nghĩ độc lập. Thì quý vị thấy vừa rồi cái biến cố xảy ra ở trên sàn Hạ Viện ừ. là cái việc mà ông chủ tịch của Hạ Viện là ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm cái chức chủ tịch của ông cũng chỉ vì cái lối suy nghĩ khác của những người cung một đảng thôi. Đó quý vị thấy một mình Mark G.S và 8 người của đảng Cộng Hòa thôi. Họ có thể lật đổ được cả một ông chủ tịch của Hạ Viện. Hạ viện tới 435 ghế, hiện nay thì đang có 433 ghế và có hai ghế trống. Nhưng mà chỉ có 8 người thôi. Họ đã làm họ đã thực hiện được một cái cuộc lật đổ một ông chủ tịch của Hạ viện. Thì quý vị thấy rằng là cái tinh thần độc lập đó nó rất cao và đặc biệt ở trong Đảng Cộng hòa. Thì quý vị, mỗi một người đều có một cái suy nghĩ độc lập và không ai đồng ý với ai cả và chính điều này thì ở bên ngoài nhìn thấy đảng cộng hòa có vẻ yếu ớt và chia rẽ nhưng thật sự quý vị, đó là cái quy tắc của đất nước Hoa Kỳ từ lúc lập quốc tới bây giờ. Và những người theo đảng Cộng Hòa họ vẫn có cái tinh thần bảo thủ này. Tức là tôn trọng cái suy nghĩ độc lập của mỗi người khác. Dù rằng chung một đảng, vẫn có cái suy nghĩ độc lập khác. Thì quý vị thấy rất rõ ràng trong cái biến cố ở trên sàn Hạ Viện vừa qua. Và bên cạnh đó, <laughs> thì quý vị không những là những dân cử được người dân bầu có cái suy nghĩ độc lập riêng của họ ở trên quốc hội, mà ngay cả cái đời sống thường nhật của người dân bình thường, ngay cả đời sống thường nhật của người dân bình thường vẫn có một cái tinh thần độc lập và tự trọng rất cao. Tức là cái tinh thần đó, quý vị thấy là tôi đã từng nói với quý vị là 18 tuổi đến cái tuổi trưởng thành à, được quyền suy nghĩ, được quyền quyết định cuộc đời của mình, thì lúc đó, quý vị, những đứa trẻ nó vẫn muốn sống độc lập ở bên ngoài, hoặc là cha mẹ cũng kiếm cách đi ra ngoài sống đi. Đi ra ngoài sống độc lập tự thân mình phải là lo tất cả mọi thứ đi để rèn luyện bản thân của mình. Thì quý vị thấy ngay trong cái văn hóa gia đình thôi. Thì trong cái văn hóa gia đình thì quý vị thấy đó, trên là có cha mẹ nhưng mà đến lúc nó 18 tuổi thì cha mẹ đã b đã mất quyền rồi. Tức là khi nó đủ 18 tuổi thì coi như là chỉ còn cái truyền thống về gia đình thì cha mẹ vẫn có cái quyền hành trong cái tinh thần thôi. Còn về mặt pháp lý thì cha mẹ đã hết trách nhiệm. Khi con đủ 18 tuổi, cha mẹ đã hết trách nhiệm. Là lúc đó nó phải tự lo cuộc đời của nó. Tức là nó phải tự đi học, nó phải tự đi làm, thậm chí nó phải tự thuê nhà và tự lo tất cả mọi thứ. Thì quý vị, bên cạnh cái việc, đó đó là cái tôi nói là cái tinh thần chung. Tôi không nói những cái cá biệt riêng đâu. Còn về mặt tinh thần thì đương nhiên là giá trị gia đình thì cái quyền hành của cha mẹ vẫn là tối thượng vẫn là tối thượng tức là con cái vẫn phải nghe lời cha mẹ dù là lớn trưởng thành cỡ nào đi nữa vẫn phải nghe lời cha mẹ thì cái đó là cái về mặt tinh thần và về mặt cái truyền thống về giá trị gia đình nhưng mà về mặt luật pháp về mặt, về mặt xã hội đó thì con trên 18 tuổi thì cha mẹ coi như đã hết trách nhiệm <laughs> nuôi dưỡng nó đó tới 18 tuổi là hết trách nhiệm rồi phần còn lại cuộc đời của nó nó phải tự lo nó phải tự lo và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Thì quý vị, đây cũng là cái tinh thần độc lập nó có từ ở trong cái văn hóa của Mỹ. Và đặc biệt khi ra làm ngoài xã hội, quý vị cũng sẽ thấy được cái tinh thần này. Quý vị, ví dụ như là tôi có một số bạn cùng sở. Một số bạn cùng sở, trưa thì cái giờ ăn trưa thường thường là nửa tiếng lên mà rủ nhau ra ngoài đi ăn đó quý vị. Thì cái tinh thần độc lập nó cũng rõ ràng ngay chỗ này là rủ nhau đi ăn, mời nhau đi ăn, nhưng tiền ai nấy trả. Tự móc tiền túi ra và tiền ai nấy trả, không ai bắt ai đãi cả, không ai dựa ai cả. Mọi người đều độc lập về tài chính, mọi người đều có việc làm giống nhau. Thì không có lý do gì tôi phải đãi anh ăn cả. Nó khác với văn hóa của người Á Đông. Người Á Đông ai mời thì người đó trả tiền. Đó là cái văn hóa không phải riêng của người Việt đâu. Mà người gốc Hoa, người Đại Hàn, người Nhật, thì quý vị, cái văn hóa á đông của mình đó là ai mời thì người đó trả tiền. Trong khi một bữa tiệc là ti một bữa tiệc không cần biết lớn hay nhỏ, ai mời người đó trả tiền. Nhưng người Mỹ thì lại khác. Người Mỹ mời đi ăn trưa, nhưng mà họ đều biết cái quy tắc đó, tức là mời đi ăn chung, nhưng mà cuối cùng thì tiền ai nấy trả. Thì đây là cái tinh thần độc lập của người Mỹ. Nó nó cho quý vị thấy ngay ngoài xã hội luôn, chứ không nói tới cái hành pháp của liên bang hay tiểu bang hay là các dân cử mà ngay trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta thì vẫn có cái tinh thần độc lập rất là cao. Ví dụ, tôi đã nói với quý vị là đi ăn chung của những bạn của chung sở thôi, tiền ai nấy trả, tức là mạnh ai nấy xài. Rồi thứ hai là không xen vào nhiều cái chuyện của nhau. Bởi vì tôn trọng cái sự độc lập của nhau. Người Á Châu thì cái tinh thần láng giềng hàng xóm, nhiều khi chuyện gia đình người này quan tâm chuyện gia đình người khác là chuyện bình thường. Đối với người Á Châu nhất là chung một cái làng xóm, chung một cái khu xóm thì à nhà đó có, có có cái gì cái gì thì họ để ý dữ lắm. Người Á Châu thì có cái tinh thần đó, nhưng mà người Mỹ thì không. <laughs> Đèn nhà ai nấy sáng. Tức là tôi ở kế nhà của một người Mỹ cái bên tôi không biết chuyện gì xảy ra trong gia đình của họ hết. Trừ phi là nó xảy ra một cái biến cố gì lớn lắm thì cả khu phố nó trở nên sửng sốt hơn, nó bất bất ngờ hơn. Còn bình thường người ta không chú ý tới đời sống của nhau. Tại vì họ tôn trọng cái sự độc lập riêng tư của mỗi một người. Đây là cái tinh thần của những người nơi xứ Mỹ. Thì quý vị, nó là cái một cái văn hóa tồn tại rất lâu bên cạnh cái việc mà gọi là đối nhân xử thế thì quý vị thấy ra ngoài xã hội cũng vậy. Chuyện ai nấy làm, trách nhiệm ai nấy lo mình không trừ khi cái công việc nó là network nó cần có những cái dây liên liên lạc và dây chuyền với nhau cần phải ngồi làm việc với nhau còn bình thường họ vẫn tôn trọng cái sự độc lập của mỗi cá nhân tôi kể quý vị nghe cách đây nhiều năm rồi ông anh tôi lúc còn sống đó ông anh ông anh thứ hai của tôi á lúc còn sống anh mất rồi anh mất từ năm 2009 rồi thì quý vị lúc đó anh làm cho hãng Qualcomm hãng Qualcomm là một cái hãng lớn về chip điện tử quý vị biết chung với Intel ở dưới San Diego đó thì quý vị ảnh kể tôi nghe cái ảnh làm về cái khâu gọi là uh, uh, quality control quality control tức là ảnh làm về cái khâu kiểm tra về chất lượng thì lúc đó quý vị ảnh kể tôi nghe nó là ông cái bên phía marketing tức là cái bên phía mà thị trường của công ty Qualcomm và cái bên phía mà <laughs> ký hợp đồng giao hàng đó họ áp lực dữ lắm <laughs> tới mức mà ảnh phải được mời lên ông CEO rất là ông tổng giám đốc của hãng Qualcomm đó ngồi họp luôn Thì khi ngồi họp thì á Ông chỉ ngồi quay ra tại vì anh tôi là cái người chịu trách nhiệm về cái khâu gọi là kiểm tra chất lượng mà Thì á Ông quay qua ông hỏi là Có thể giao hàng tất cả những cái chip điện tử đó có thể giao đúng thời hạn giống như cái cam kết mà hãng đã ký với cái hãng cái hãng kia hay không thì anh tôi ảnh nói rằng à, tôi không feel comfortable tôi không có feel comfortable là bởi vì cái quality chưa đúng được cái tức là cái phẩm chất của cái con chip đó chưa đạt đúng cái yêu cầu nên tôi không có feel comfortable để mà giao con chip này ra bên ngoài thì quý vị ông CEO là mặt ổng giận tím hết luôn nguyên một cái bang marketing là ngồi là, như là rung luôn nhưng phải tôn trọng anh tôi tại vì cái khâu đó là khâu của anh tôi họ tôn trọng họ họ có thể là họ áp lực họ làm nhưng họ vẫn không quyết định thế cho anh tôi được anh tôi là người quyết định là cái mớ hàng đó được xuất ra khỏi công xưởng hay không là do anh tôi là người quyết định thì bây giờ dù là tổng giám đốc dù là áp lực của bên thị trường áp lực xuống nhưng mà khi anh tôi nói rằng tôi không có cảm thấy thoải mái khi mà cái giao cái mớ ship này ra thì quý vị toàn bộ là phải ngưng lại hết. Toàn bộ ở từ công xưởng xuống tới à, ban thị trường cho tới tất cả mọi thứ là phải làm lại hết và phải đúng cái quality. Mặc dù họ rất giận anh tôi nhưng họ vẫn phải tôn trọng, tại vì anh tôi giữ cái khâu đó là cái mặt mũi của đã của hãng. Nếu mà chip đó mà mình vì áp lực của ông tổng giám đốc, mình vì áp lực của à, bên ban thị trường mình cứ để ký giấy cho cái con chip ra thì mình phải chịu trách nhiệm. Lỡ như con chip ra thị trường có vấn đề gì. Hay là bị cái gì đó thì anh tôi là người chịu trách nhiệm sau cùng. Do đó, khi mà anh nói ra câu là I'm not feel comfortable. Tức là tôi không cảm thấy là là thoải mái để như thì quý vị dù có giận cỡ nào đi nữa, họ vẫn phải tôn trọng cái quyết định của anh tôi. Thì cái điều này kể ra cho quý vị thấy Nó là cái gì? Nó là cái tinh thần độc lập của mỗi một con người trong xã hội Mỹ Tức là dù ông chủ đi nữa cũng phải tôn trọng cái 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 quyền quyết định của nhân viên mình Thì quý vị thấy đó là cái tinh thần của người Mỹ Và cái, nhờ cái tinh thần này và nhờ cái, cái khát vọng tự do Cho nên người Mỹ mới trở thành một trong những cái dân tộc mà sinh sâu đẻ muộn nhất Tức là nước Mỹ lập quốc mới có hai trăm mấy năm thôi quý vị So với những quốc gia khác Việt Nam, Nhật Bản hay là Âu Châu Có một cái truyền thống lâu đời cả ngàn năm, mấy ngàn năm Còn nước Mỹ này mới lập quốc có hai trăm năm hơn thôi Chưa tới ba trăm năm nữa Nhưng mà tại sao nước Mỹ trở thành một cái quốc gia lãnh đạo thế giới Một trong những quốc gia lãnh đạo thế giới Và cái sự thịnh vượng của nước Mỹ <laughs> Có thể nói là bao trùm cả thế giới Trên thế giới không có nước nào mà chặt bỏ làm ăn với Mỹ mà khá được hết. Những nước nào mà muốn phát triển kinh tế tốt, muốn à, phát triển cái đời sống người dân mình đỡ khổ hơn, đều phải làm ăn với người Mỹ, đều phải làm ăn với lại à, à, Hoa Kỳ. Là bởi vì cái sao quý vị? Bởi vì cái tinh thần này, độc lập và tự do, độc lập trong cái suy nghĩ của mình và tự do trong cái vấn đề sáng tạo. Chính hai yếu tố này, nó mới làm nên cái tài sản của nước Mỹ rất dồi dào nó dồi dào tài sản tài sản đó là tài sản về vật chất và kể cả tài sản về tinh thần tài sản về vật chất tức là quý vị thấy là những cái công ty của mỹ là thống trị cả thế giới các công ty của mỹ đều thống trị cả thế giới từ những công ty về công nghiệp cho tới những công ty về kỹ thuật cho tới kể cả cái ngành nông sản thì quý vị nước mỹ gần như là thống trị cả thế giới và cái tài sản thứ hai là cái tài sản chất xám không có nước nào dồi dào chất xám bằng Hoa Kỳ cả. Nước Mỹ là giàu có nhất về chất xám. Là bởi vì họ nhờ cái tinh thần độc lập, họ nhờ cái tinh thần tự do. Tự do trong sáng tạo, tự do trong cái suy nghĩ chính trị và tự do trong cái suy nghĩ về xã hội. Nhờ những cái này mà nó làm cho cái tài sản trí tuệ và cái tài sản về sáng tạo, về chất xám của nước Mỹ nó dồi dào hơn những nước khác nó dồi dào và nó giàu có hơn những nước khác nhiều lắm là nhờ cái tinh thần này bởi vì cái nhờ hai cái tinh thần độc lập và tự do đây chính là hai cái điểm then chốt làm nên một cái nước Mỹ mà ông Trump nói là nước Mỹ vĩ đại đó Great American đó quý vị là một nước Mỹ vĩ đại đó thì chính vì cái điều này thì nó mới tạo ra cái xã hội Mỹ tương đối có nhiều xung khắc do cái tinh thần độc lập của mỗi một người mỗi một người có một suy nghĩ khác nhau thì nó tạo ra sự xung khắc. Và sự xung khắc này nó song hành từ lúc lập quốc tới bây giờ luôn. Ngay từ lúc mà lập quốc khi mà ông George Washington là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thì quý vị đã thấy được cái khuynh hướng gọi là chưa bao giờ được đồng nhất. Là bởi vì cái tinh thần độc lập này không ai giống ai cả. Và cuối cùng thì quý vị thấy nó chúng ta bị trói vào hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là bảo thủ, một khuynh hướng là cấp tiến bây giờ quý vị có thể gọi là đảng dân chủ đảng cộng hòa cũng được nhưng mà tôi gọi đó là cái khuynh hướng xã hội kinh khuynh hướng quản trị xã hội thì quý vị một bên là bảo vệ cái giá trị cũ một bên là muốn phá vỡ cái giá trị cũ tạo ra những cái uh, nét văn hóa mới tạo ra một cái xã hội mới đại khái và hai cái khuynh hướng này nó luôn song hành với nhau từ lúc lập quốc tới bây giờ có lúc bảo thủ nắm quyền có lúc thì cấp tiến nắm quyền và nó thay phiên nhau như vậy liên tục trong suốt mấy trăm năm thì quý vị nhờ vào cái tinh thần gọi là khác biệt này và không ai giống ai này mà nước mỹ đã trở nên một cái nước được xem là cường quốc trên thế giới cường quốc trên thế giới về cả kinh tế về cả quân sự về cả văn hóa văn hóa thì tôi nói thiệt quý vị không một nước nào có một cái nét văn hóa đa dạng bằng nước mỹ tại vì nước mỹ là một đất nước của di dân tất cả dân tứ xứ trên toàn cầu đều có mặt ở Mỹ hết. Bất cứ một dân tộc nào ở trên thế giới cũng đều có mặt ở Mỹ hết. Do đó, nếu mà nói là một cái nét văn hóa đa dạng, không một nước nào có một cái lối văn hóa đa dạng như nước Mỹ. Tại vì nó là nơi tập trung tất cả những chủng tộc trên thế giới. Ở Việt Nam những người nổi tiếng Việt sinh ra ở Việt Nam, nguồn gốc Bắc Nam gì đó thì nó chỉ là đóng gói gọn trong dân tộc Việt Nam thôi. Còn nước Mỹ, quý vị thấy họ mở rộng lắm. Tại vì họ là xứ sở của di dân ngay từ lúc lập quốc, trước khi lập quốc thì cái mảnh đất ở châu Mỹ Latin, ở châu Mỹ này nó là một cái vùng đất trống và với những người thổ dân của da đỏ. Rồi từ từ những người từ Âu châu họ chịu không nổi những cái chính sách gọi là nghiêm khắc của các cái triều đại quân chủ của Âu châu, từ cái triều đại quân chủ của Anh, của Ý, của Pháp của Tây Ban Nha. <laughs> họ tìm đi đi tìm một cuộc sống mới và họ tìm tới cái mảnh đất này. Rồi sau đó thì Anh đô hộ mảnh đất này. Mảnh đất này nằm dưới sự thống trị của Đế quốc Anh, gọi là Đế quốc Anh đi, nhưng mà thật sự chúng ta gọi chính thức nó là khối thịnh vượng Anh Commonwealth. Nhưng mà những cái dân tộc mà bị đô hộ thì họ họ thường gọi những cái quốc gia này là đế quốc, đế quốc Anh hay là đế quốc Mỹ vân vân. Thì quý vị thì đó bắt nguồn từ những cái phong trào di dân đó nó hội tụ lại nước Mỹ và cuối cùng thì họ lật đổ cái sự cai trị của triều đình nhà của triều đình nhà Anh tức là triều đình của nhà của Anh quốc và họ lập ra nước Mỹ và họ không muốn đi theo cái thể chế quân chủ nữa tại vì cái thể chế quân chủ nó có cái tốt và nó có cái xấu cái tốt là cái cái cái, cái xã hội đó nó được bảo vệ tất cả những cái giá trị cần thiết cho xã hội và cho gia đình và cho tôn giáo. Nhưng cái khuyết điểm lớn của nó là quyền lực tập trung vào một gia đình. Quyền lực tập trung vào một thiểu số. Do đó nó tạo ra nhiều cái cuộc gọi là thay triều đổi đại. Thì từ lúc lập quốc nước Mỹ là đi theo cái tinh thần độc lập suy nghĩ và tự do. Do đó quý vị, lúc 13 tiểu bang đầu tiên à, tuyên bố độc lập khỏi ra à, cái sự đô hộ của người Anh thì ngay lúc đó George Washington trở thành ông tổng thống đầu tiên là đã thành lập một cái chính quyền liên bang trao cái quyền độc lập cho các tiểu bang liên bang chỉ là gọi là liên bang mà liên kết những cái uh, bang nhỏ tức là những cái tiểu quốc lại thành một cái quốc gia lớn thì chính quyền liên bang chỉ giới hạn trong một số những cái chính sách về đối ngoại ngân sách quốc gia hay là trưng thu thuế của người dân thì nó thuộc về liên bang nhưng mà tất cả những cái luật lệ ở uh, điều hành nguồn máy của chính phủ thì nó nằm trong tay của tiểu bang nhiều hơn. Rồi sau khi mà phát triển lên tới 50 tiểu bang thì các vị vẫn cái mô hình đó, nó làm cho cái tinh thần độc lập và tự do của mỗi tiểu bang, nó nó rất là rõ nét. Và chính điều này nó mới làm cho nước Mỹ nó có một cái hệ thống vận hành không giống một nước nào. Và kể từ khi mà nước Mỹ lập quốc bằng cái nền Cộng Hòa, tức là sự liên kết của 13 tiểu bang, rồi bây giờ biến thành 50 tiểu bang, nó đã trở thành một cái mô hình nó phát triển ra cả thế giới. Và dần dần những chế độ quân chủ trên thế giới bị đào thải, bị đào thải hết. Và hầu như là họ chuyển qua một cái nền Cộng Hòa. Sau này thì có một số những những quốc gia thì sử dụng cái nền tảng là dân chủ. Hoặc là họ chuyển tiếp một cách khéo léo là thay vì là một cái nền cộng hòa thì họ lập ra một cái nền gọi là quân chủ lập hiến quân chủ lập hiến tức là hoàng gia chỉ có cái trách nhiệm là một cái biểu tượng thôi không còn quyền hành quyền hành là do thủ tướng đứng đầu thủ tướng đứng đầu thủ tướng đó là do người dân bầu thì quý vị nó cũng bắt nguồn từ cái thể chế cộng hòa của nước mỹ mà nó mới ra thành cái quân chủ lập hiến rồi những cái nền cộng hòa khác hoặc là sau này từ cái nền cộng hòa đó nó lại biến thể thành một cái nền tảng dân chủ thì những quốc gia đi theo cái nền tảng dân chủ thì tương đối hỗn loạn hơn còn nếu sử dụng cái mô hình dân chủ giống như là một cái mô hình quản trị xã hội thì nó tốt hơn và nước mỹ đang được vận hành kiểu này tức là nền tảng của Hoa, của Hoa Kỳ là một nền Cộng Hòa. Nhưng quản trị xã hội và nguồn máy chính phủ là một cái nguồn máy mô hình dân chủ. Và cái mô hình dân chủ đó thì vẫn phải tuân thủ hai cái quy tắc của nước Mỹ. Độc lập và tự do. Giống như tôi nói, chỉ độc lập cái nghĩa nó rất rộng. Và tự do là cái tự do của con người. <laughs> tự do đó là tự do lập hội, tự do suy nghĩ chính trị. Tự do tôn giáo và tự do à, phát biểu thì đây chính là cái nguồn gốc của tất cả những tự do khác. Tức là tự do ngôn luận. That's why tại sao mà quý vị thấy là nằm ngay trong tu chính án số 1 là quyền tự do ngôn luận. Mà tôi vẫn thường nói quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối. Là tuyệt đối là bởi vì cái tự do đó nó là nguồn gốc của tất cả những loại tự do khác nước mỹ thành lập khái niệm của đất nước mỹ ngày hôm nay là nhờ cái này do đó bây giờ quý vị thấy ra bên đường cái cuộc sống của người mỹ và những người sống ở nước mỹ này cái tinh thần độc lập và tự do rất là cao họ không muốn bị, bị tước đi cái tự do của mình và đồng thời họ cũng không muốn ai ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình họ muốn tự mình suy nghĩ độc lập họ muốn tự mình định hướng đi họ muốn tự mình chọn một cái uh, mô hình chính trị mà họ muốn thì quý vị, đó là cái tinh thần của nước Mỹ. Và chính nhờ cái tinh thần này, hôm nay quý vị mới thấy được nước Mỹ đôi lúc quý vị gặp quý vị sẽ cảm thấy hơi ngỡ ngàng nếu quý vị lần đầu tiên tới nước Mỹ hay là lần đầu tiên tiếp xúc với những người sống lớn lên và trưởng thành trong văn hóa của Mỹ. Thì quý vị cảm thấy hơi sửng sốt, ví dụ như tôi nói đó mời đi ăn. Nó mời mình đi ăn bắt mình trả tiền riêng. Nhiều người Á châu hơi bị sửng sốt chuyện này, nhưng đó là cái cách của người Mỹ tự trọng và trong cái tinh thần độc lập, độc lập trong tài chính của mình, không nhờ vả ai cả. Đi ăn mình trả tiền của mình, họ trả tiền của họ. Rồi thậm chí là trong việc làm cũng vậy, khi mình được giao phó công việc đó, mình toàn quyền độc lập trong công việc của mình. Và không không quay interfere, tức là không có ai xen uh, vào cái quyết định của mình hết. Mình là người quyết định sau cùng. Thì cái tinh thần độc lập đó nó mới làm cho cái hệ thống nước Mỹ này nó vận hành tốt và giống như tôi nói quý vị, cái chữ độc lập này nó không có nghĩa là độc lập chủ quyền quốc gia đâu. Nó rộng lắm. Cái chữ độc lập này từ cái độc lập của cái uh, chính quyền, từ cái độc lập của các vị dân cử cho tới cái độc lập của mỗi một người dân bình thường. Suy nghĩ độc lập. Thì quý vị, đây chính là một cái giá trị mà nhiều quốc gia vẫn chưa hiểu nước Mỹ do đó đôi lúc quý vị từ bên ngoài nhìn vào thấy nước Mỹ nó kỳ cục lắm thấy nước Mỹ nó kỳ cục lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị sống lâu ở nước Mỹ và hiểu được cái nét văn hóa của nước Mỹ thì quý quý vị sẽ không thấy có gì kỳ cục cả. Mà nó là đến tự nhiên từ cái lúc lập quốc cho tới bây giờ. Do đó thì quý vị, cái bài nói chuyện này để quý vị có dịp đối chiếu, so sánh với lại cái xã hội quý vị đang sống ở bên ngoài nước Mỹ. Trong đó có Việt Nam, Á Châu, Âu Châu hay là Úc Châu vân vân Thì để quý vị có dịp so sánh để thấy được là cái người Mỹ họ có cái giá trị riêng của họ và cái giá trị đó tôi gói gọn trong hai chữ trong bốn chữ độc lập và tự do đây là cái giá trị mà cái bản kết luận của tôi nhưng mà nếu mà mình giải thích thì đó giống như tôi đã giải thích trong uh, từ nãy tới giờ để cho quý vị hiểu rõ hơn là cái giá trị của chữ độc lập cái giá trị của tự, chữ tự do đối với người Mỹ nó quan trọng như thế nào và họ sống suốt mấy trăm năm nay bao nhiêu thế hệ họ tồn tại được, họ phát triển được và họ thịnh vượng và trở thành một trong những quốc gia lãnh đạo thế giới là nhờ bốn chữ này đó quý vị. Độc lập, tự do. Ok, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Hy vọng bài nói chuyện này để quý vị có dịp đối chiếu, so sánh, phân tích xã hội quý vị sống và xã hội Mỹ nó như thế nào và để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về cách sống của người Mỹ và cái cách suy nghĩ của người Mỹ cũng như là cái đối nhân xử thế của người Mỹ nó có chút khác biệt với lại cái những cái gì mà quý vị suy nghĩ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.